Nam Mô Tát Sa Pa Ca Va Tô La Tôn Tam Ma Tam Tát Sa. Thì hôm nay đại đức Kinh Phúc trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung Ương ở huyện Củ Chi, vị trí 174/13 đường 63 đoạn 8 ấp Lăng Cá, xã Tân Phú, trung huyện Củ Chi. Thì thầy nói rồi, con người phải có ý thức, phải có nhận định cái đúng cái sai. Người sống phải biết, thầy phải có sự khẳng định bản thân mình và phải biết biết cái tương lai mình sẽ đi về đâu và trở về đâu và đến đâu. Và mình phải biết cái chức ai nấy sáng cơm nhà ai nấu anh nấy ăn là như thế nào. Thì hôm nay đại đức Phúc cũng bức xúc nhiều vấn đề chàng trai trẻ, một số đối tác, một số Phật tử đến chùa hay chiêu riêu, trách móc, quậy phá, ngứa tay ngứa chân, rồi những lời nói bộc phát, những cái lời nói không hay. Đến tại cho thao đến chùa chúng ta gặp thầy tôn kính, lễ phép, trang nghiêm, chào hỏi. Rồi đến chùa, trước cổng chùa chúng ta phải xin phép thưa thầy, thưa cô, thưa bác, thưa chú, thưa dì, thưa ông bà, cho phép được vào chùa, đốt một ném tâm hương, hay là hành kính lại Phật, hay là hành kính muốn gặp thầy. Thì chùa chờ trước cổng chùa cho đến khi ta rước vào đón tiếp mình. Mà tại sao mình đi chùa mà cứ đến chùa song song vào, đến những lúc giờ giấc dưới cấm, dưới nghiêm, chẳng hạn như giờ nghỉ trưa từ 11 giờ cho đến 1 giờ rưỡi, và buổi tối là 9 giờ người ta đóng cửa, đến 10 giờ mình đi tới. Rồi những giờ á, rồi người ta tiếp khách mình không tới. Thì có những người có những cái tâm bất tịnh, tâm không lập trường, đến chùa mà gặp thầy thì gặp xá chào cũng không được. Ở nhiều phụ nữ đến chùa bận những bộ đồ hở rúng, hở hông, hở háng, bận quần cột tới háng, bận quần áo sắc nách, hở ngực, hở rúng, hở mông. Rồi đàn ông thì bận quần cột. Thì tại sao mình đến chùa không bận đồ trang nghiêm, lịch sự, trang nhã, lễ nghi, lễ phép và phong tục tập quán của người Việt Nam? Tại sao phong tục tập quán Việt Nam mình ngày xưa là gì? Đàn ông thì bận đồ áo dài gì, áo dài khăn đóng, còn phụ nữ cái áo dài nón lá che khăn, áo sáu tà bảy tà, và người phụ nữ phải gì, khước kha, bằng áo dài đẹp, đi guốc cao. Mà tại sao giờ phụ nữ không giữ được nết nóng, mà rồi cái nết đánh chết cái đẹp, mà đánh nết đánh tết cái xấu? Mà tại sao đến chùa mình lại bận đồ hở hang, rồi nhiều khi bận vái còn dở dở lên cho thầy dòm, trong đó coi có chim không, chim có hót có kêu không, kỳ kỳ trời. Còn hằng bận quần cột hở ra, ngồi chùm hởm lên, đưa chân lên xuống làm gì, hở ra coi cái. Thầy nói đi chùa mà bị làm như là cái chỗ vui chơi giải trí, chứ đòi hỏi nhu cầu của giới nam giới nữ, phục vụ tặng nơi hay sao? Thầy đến chùa thì mình phải bận áo dài chè tay, áo rồi quần dài, rồi bận đồ trang nghiêm, trang nhã, lịch sự. Trước khi mình khẳng định đi đâu, đi tắm biển nó khác, đi chùa nó khác, giờ thầy nói đi chỗ đông đúc trong người, đi chỗ khu quê vậy chứ cũng bận đồ hở hang, ta cũng để ý, người ta cũng chồng rồi á, người ta lại phá mình, rồi ta nói mình, rồi ta chửi mình, rồi mình quê. Đi chơi công cộng là cái chỗ đông đúc người, có nhiều tầng lớp, không biết gặp ông dê hay ông không dê, rồi người nữ hay không người nữ. Thầy nói đến chùa mà khập cặp thầy chào, đến nói những câu nói, lời nói khó nghe, lời nói khó chịu. Đến chùa mà hỏi thầy nay nhiêu tuổi rồi, cái nơi thầy nói nay tôi 43, như vậy thầy nhỏ tôi hơn mười mấy tuổi, đúng ra giai à tôi anh thầy hoặc chú thầy. Đến chùa mà còn so sánh tuổi, mà thầy là người ta thầy, rồi mình đệ tử Phật tử dù già trẻ bé lớn cũng là đệ tử Phật, đệ tử quý thầy, và mình là người đời, còn thầy là người tu, mình đi so sánh với cái tuổi tác, và so sánh tuổi tác với tuổi đạo, sống hay chết cũng nhờ thầy chùa, mãi giờ no hay đói nhờ thầy chùa. Rồi giờ thầy nói đi,
cuộc sống tâm linh thì cần thầy trò. Anh nói muốn được học được đạo đức, muốn giữ gì giáo dục của người tốt thì cần phải gì? Ông thầy giáo huấn, ông thầy đào tạo, ông thầy dạy dỗ, ông thầy hướng dẫn cho mình cách tu, cách lễ nghi, cách lễ phép. Ta nói học mãi mà học không dừng, và học suốt cuộc đời, và tu mãi, tu cả cuộc đời, cho đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, và chùa cũng vậy, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mà tại sao chúng ta không có sự tôn trọng thầy, tôn trọng người tu, và tôn trọng các cái người Phật tử cùng đồng tu với mình, người đời nhưng mà cũng tu, thì tại sao chúng ta sống không sự hòa đồng, không sự hòa thuận, không sự trao đổi nhau, góp ý nhau và xây dựng nhau thành một ngôi nhà Phật pháp, thành một ngôi chùa tốt. Thì thầy nói đến chùa, ta đâu có mời mình tới đâu, mình thích thì mình đến, không thích mình về. Nhưng mà đến chùa mình phải có thầy, rồi có chủ trì, rồi có đệ tử chùa, rồi đến chùa người ta cũng phải có giờ giấc, giờ làm việc, giờ tu tập, giờ tụng kinh, giờ tiếp khách. Chứ đâu phải đến chùa mình muốn đi muốn đến muốn về ta. Thầy nói bất cứ tổ chức nào, chùa chiền cũng phải có giờ giấc ổn định, rồi tu tập cũng ổn định, rồi kinh kệ cũng ổn định, rồi người tu cũng phải giữ những phép tắc, những lễ nghi, những lễ phép. Chứ sao mà chúng ta cứ ngồi đó nói trên, nói dưới, nói khua, nói khiêm, nói bớt, nói không thành thật. Chùa giống như mấy YouTube ta nói, mày nhận thà mày đi đạo nào mình về đạo đó, còn mình không biết đạo thôi đừng có làm kênh YouTube. Mình đến nhà Phật mình phải xưng hô lễ phép thầy xưng con, còn mình đến mình nói ngôn nghinh anh em, rồi mình nói cái hỗn hào, ta nói mày đến chùa làm gì, ta không thích mình cứ tới, mà tới để làm gì, ai cần mình tới mà mình cứ tới. Rồi mình tới mình phải có cái sự học hỏi coi đến chùa xưng hô như thế nào, lễ nghi nhờ khi thầy nói có nghe cũng còn ngang, đến chùa xưng anh xưng em xưng chú xưng bác, nói hỏng hách và nói ngông cuồng và nói chẳng biết làm chủ bản thân. Ta nói nước quắc có quắc nước, gia có gia quy, người thì có cấp trên người dưới, phải có là thời nào cũng có ba giai cấp, giai cấp bằng cùng, giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân và giai cấp vua chúa nữa. Hồi xưa thì có nhiều cấp nè, cấp phục vụ phục dịch, cấp quân lính đệ tớ, rồi người kẻ từng cái gia tộc khác nhau, để sự mà biết là mình là ai, người nghèo người giàu cũng khác biệt, giai cấp nghèo nó khác, giai cấp nông dân nó khác, giai cấp bằng cùng nó khác, giai cấp địa chủ nó khác, giai cấp phú hộ nó khác, giai cấp đại gia nó khác, giai cấp vua chúa nó khác. Thì tại sao chúng ta không học, rồi tại sao chúng ta không tìm hiểu? Ta nói học thì cao, nói thầy láo, nói thì học búa, mà chữ nghĩa không ra hồn. Và học thì không chịu học, làm biến nghĩ sớm, mà nổ thì nổ dữ. Người ta học cao hơn mà mình đi so sánh, rồi mình cứ ra thách thức với người ta. Người ta học thành tài, ta có bằng cấp, còn mình dốt mà đi cãi lý với cái thằng ngu, rồi cãi lý với cái thằng ăn học. Ta nói học một ngày đàn, học sằng khôn, mà mình khôn chỗ nào? Rồi hà hử, mình hở hờ hỏi hử, hỏi hả, hỏi hử, hỏi hả. Mà tại sao mình không biết học? Thì đến chùa ta có những lễ nghi, phép tắc, nội quy của chùa, tại sao mình học? Đến chùa mình phải nghe lời thầy, nghe thầy thuyết pháp, nghe thầy nói dưới lực, nghe thầy tụng kinh, nghe thầy thuyết pháp. Rồi có năm giới cấm: không cắp, không trộm, không lừa dối, không nói không sát sanh, không uống rượu. Rồi đến chùa là mình sống, là mình thay đổi, sửa đổi cái tánh tình tham sân si đố kỵ ích kỷ tham lam, rồi nói dối, rồi nói lời hai chiều, rồi đâm khọ, rồi khiêu khích, rồi nói những lời nói không thành thật. Và tu là gọt bỏ những cái khối hư tật xấu đó thì mình mới đến với cửa Phật. Cửa Phật là cửa rộng từ bi, là một bánh xe chuyển luân hồi, là một cái người từ sai sửa cho đúng,
Người mình biết cái làm tội ác, mình dẹp bỏ những khói hư tật xấu. Nhiều người đi nói mà không làm chủ bản thân, nói mà mình không biết nói mình đang nói gì, rồi mình ăn mình không biết mình ăn, mình ngủ mình không biết là mình ngủ, rồi mình đến chùa đâu phải là cái nhà mình, và đến chùa thì ta nói muốn ăn phải lăn vô bếp, và muốn tu thì phải ở chùa phải quét lá đa, rồi phải biết làm công quả ngày lẫn đêm, rồi khất phi dậy sớm. Thì đi chùa là để sửa những tấm ta, cái tâm, cái tánh, cái tình, cái dâm, cái dục, cái ích kỷ, cái đố kỵ, rồi không được háo sắc, háo danh, háo lợi, buông bỏ tất cả để vào cửa Phật. Cửa chùa là cửa từ bi rộng mở và không có phân biệt giai cấp nào cả. Khi tu thì phải ăn học, phải có trình độ, phải có học vấn để chi? Để mình mới nghe kinh được, đọc kinh được, rồi khiếu pháp được, rồi mình tu cả đời thì mình phải làm thầy người ta, mình phải biết, phải hiểu chứ. Cho nên giờ thầy nói thầy làm trụ trì mà, thầy ơi thầy, con không hiểu thầy giải thích cho con nghe, mà mình nói mình không biết thì có xứng đáng làm thầy trụ trì, xứng đáng là một thầy không? Thầy cao cả không? Đó. Tại sao tu là sửa, tu là mình sửa đổi thành một người tốt. Ta nói mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật như con một nhà, mỗi giây mỗi phút không rời nhất tâm niệm Phật đời đời an vui. Hả? Tại sao chúng ta không an vui? Ta đem đau khổ. Hả? Rồi á, người này thì nói cái này, người nói kia đâm khọ, rồi nói xấu nhau, rồi lại lừa nhau, đến cửa chùa cũng còn lừa, đến chùa rồi dép rách, rồi dép mũ, đổi dép da, rồi thấy ta điện thoại iPhone 13, 14 đẹp, cái mình cầm điện thoại dởm đổi, rồi thấy người ta trong túi tiền cái rình rình, muốn lấy cái túi tiền đi, rồi đến chùa rồi có những tật xấu, tai múa mái, đến chùa hát cái này làm bể cái kia, rồi vậy cái tạc tạc vậy mình tốt hay xấu, rồi có tiền mình đền không? Hay nói có những cái ngoài chợ có bán, còn những cái là quý lắm, nước này nước kia hoặc hiếm lắm, mấy cái tỉnh đó có, ta mua từ xứ xa về đồ quý, mà tại sao đến chùa mình cứ hắc hắc để cho rớt bể, rồi có tiền đền không? Rồi hay mình mua là được hay không, mà đền chưa chắc không thầy có tiền mua, mà mình giờ mình quý, người ta quý thì mình phải coi trọng, mình cẩn thận. Đến chùa mình lại có những cái hành động xấu, đến chùa thấy chánh điện dơ thì mình kiếm chổi, thầy ơi cho con mượn cái chổi con quét, rồi thấy dơ thầy ơi cho con mượn cái đồ lau để con lau chánh điện, lau lau nền nhà. Con đến chùa nó dơ quá, dẹp phật, dơ dãi quá, dãi dơ quá, dơ dãi dãi dơ dơ dãi dãi dơ dơ dãi 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 dơ dơ dãi lên, dơ dãi xuống, vẫn dơ và dãi dơ. Kỳ vậy, các con mà đến chùa không biết cái con tu cái kiểu gì, tu mà con dắt gạo dắt lu không à? Hả? Thì trong cuộc sống mình đến chùa phải học cách chào hỏi, xin chào thầy, chào sư, rồi Phật tử, Phật tử xin chào Phật tử, hả? Xin chào quý khách, xin chào các quý Phật tử, các quý ông quý bà đến chùa. Rồi đến chùa mình mua đồ, mình mua thùng nước ngọt, thùng nước gì cũng được, rồi hoặc bánh kẹo cúng Phật, rồi trước ông thầy ăn, và cúng những trái cây, mua nhang, mua đèn cầy, mua những cái gì mà vật dụng trong cuộc sống này để cho chùa sử dụng. Ví dụ chùa nào mà người ở nhà mình cũng phải xào xà bông giặt đồ, xà bông tắm, xà bông gội đầu, rồi người tu cũng sinh hoạt giống vậy, cũng cần cái đó. Rồi nhà nào mà chùa nào mà không sử dụng bột ngọt, đường, muối, gạo, rau, hoa, quả, củ, thịt, cá, rồi dùng những cái từ vật thực cuộc sống như mình, đồ khô như muối tiêu, muối ớt, rồi đồ nêm nếm để nấu nước, rồi dầu ăn, nước tương, nước mắm, rồi dầu đốt, rồi dầu hôi, rồi dầu lửa để đốt đèn. Rồi đến chùa thường thường phải ăn uống phải nước rửa chén, rồi những cái
vật dụng cá nhân trong gia đình. Như ở chùa thì cần bóng đèn, cần dây điện có ánh sáng, cần quạt máy, cần máy lạnh, tủ lạnh, bếp ga, máy giặt, rồi dùng những dụng cụ như máy nóng lạnh, rồi bình nước uống, đồ lọc nóng lạnh luôn. Rồi đến chùa thì các thầy cũng uống cà phê, khuya khuya dậy sớm tụng kinh thì giờ uống ly cà phê để tỉnh giấc ngủ, để tỉnh thức con người, rồi để cho gì người nó không buồn ngủ, gây buồn ngủ để tụng kinh.